xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin news ngày 17 tháng 11. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, vào ngày hôm qua thì đã có những cái tấm ảnh của chiếc Vsmart Active 1, mẫu smartphone đầu tiên được cho là của Vingroup, đã bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn công nghệ. Hình ảnh của hộp Vsmart Active 1 đã tiết lộ thiết kế của chiếc máy này. Cụ thể thì mặt trước sẽ chỉ có màn hình được bo cong 4 góc, rất có thể là sẽ theo tỷ lệ 18:9 đang thịnh hành ngày nay và máy sẽ không có tai thỏ. Tuy nhiên thì viền dưới thì lại hơi dày một chút. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ thấy được sự xuất hiện của cụm camera kép nằm dọc và đèn flash kép. Theo mô tả của hộp thì mặt lưng này sẽ được làm bằng chất liệu là kính. Phần viền của máy thì có màu vàng champagne. Logo thì nhận diện thương hiệu của Vsmart cũng được tiết lộ, bao gồm logo chữ V của Vingroup và kèm theo một chữ S cách điệu ở bên trên. Và trên các hội nhóm công nghệ thì nhiều người cho biết là Vsmart Active 1 sẽ được trang bị chiếc Snapdragon cao cấp đầu 8, có thể là 835 hay 845 gì đó, và giá bán thì nằm trong khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng. Tuy nhiên thì do nguồn tin này chưa được kiểm chứng và vẫn chưa thể chắc chắn về thông số kỹ thuật cũng như là giá bán của máy, và hiện vẫn chưa rõ là thời điểm nào Vingroup sẽ chính thức công bố chiếc smartphone này. Tuy nhiên thì với việc hộp của máy đã được rò rỉ, không loại trừ khả năng là Vingroup đã và đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẵn sàng sản xuất smartphone này tại Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu bạn đi dạo tại bất kỳ thành phố lớn nào của Trung Quốc thì bạn sẽ thấy cửa hàng và quảng cáo của Huawei ở khắp mọi nơi, everywhere luôn. Huawei thì hiện đang là hãng smartphone lớn nhất tại thị trường Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới, và đang trở thành một kẻ thách thức đáng gờm trên thị trường toàn cầu với Apple và Samsung. Cuối quý 2 vừa qua thì Huawei đã vượt qua Apple để trở thành hãng smartphone lớn thứ hai trên thế giới tính về mặt thị phần. Và nay thì Huawei tiếp tục đặt ra mục tiêu truất ngôi vương của Samsung đang nắm giữ vào năm 2020. Năm tới thì chúng tôi sẽ tiến gần hơn với vị trí số 1, có lẽ chúng tôi sẽ ngang bằng với Samsung. Ít nhất một năm sau, năm 2020, chúng tôi sẽ có cơ hội trở thành số 1. Và đây là lời của ông Richard Yu, CEO mảng thiết bị tiêu dùng của Huawei đã chia sẻ. Và Huawei trở thành hãng công nghệ lớn nhất Trung Quốc nhờ sự tăng trưởng của mảng thiết bị, di động và hiện là một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới trong thị trường này. Và Huawei cũng là một trong những hãng ODM chuyên thiết kế và chế tạo ra những cái thiết bị cho những công ty khác. Và Huawei với sự lãnh đạo của ông Yu thì đã đẩy mạnh các sản phẩm tiêu dùng. Phần lớn sự thành công của Huawei hôm nay là nhờ chiến lược bán smartphone công nghệ mới với mức giá khá phải chăng. Bên cạnh đó, Huawei cũng đã vượt qua rào cản về giá để tung ra những mẫu smartphone với tính năng tiên tiến. Ví dụ như hôm nay thì chúng ta đã có Huawei P20 Pro ra mắt với 3 camera sau đầu tiên trên thế giới, được Huawei bán ra với mức giá là trên 1.000 đô. Mới đây thì Oppo vừa tung ra video quảng cáo mới hé lộ những hình ảnh đầu tiên về chiếc R17 Pro và đại diện hình ảnh được lựa chọn là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Đã từ lâu thì Oppo đã rất biết cách hé lộ những sản phẩm mới của mình thông qua nhiều đoạn video ngắn, và R17 Pro cũng không phải ngoại lệ. Trong đoạn video quảng cáo này thì bộ 3 camera của R17 Pro sẽ đem lại khả năng chụp đêm ấn tượng nhờ cảm biến chính 12 megapixel, cho phép thay đổi khẩu độ f1.5 và f2.4, cảm biến thứ hai có độ phân giải là 20 megapixel và cảm biến 3D TOF, một công nghệ rất mới hiện nay. Và cuối cùng thì Oppo cũng không quên hé lộ công nghệ sạc nhanh SuperVOOC tích hợp sẵn trong chiếc R17 Pro. Cùng với ca sĩ Hồ Ngọc Hà thì Oppo R17 Pro xuất hiện với khá nhiều tính năng ấn tượng, bao gồm công nghệ mở khóa vân tay dưới màn hình tiên tiến nhất hiện nay, cụm 3 camera sau đi kèm mặt gương kính được thiết kế theo phong cách gradient thời thượng. Và hiện tại thì mức giá thành cho sản phẩm này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên thì với những gì đã được thể hiện thì R17 Pro hứa hẹn sẽ mang tới những thành công cho Oppo ở phân khúc smartphone tầm cao trong thời gian tới đây. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X-Studio, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cái đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều về dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!